để sở hữu quán cà phê và thỏa mãn đam mê kinh doanh của mình thì mình nghĩ rằng là rất nhiều bạn đang có mơ ước mở quán cà phê. Và hiện nay thì để tìm kiếm một mô hình kinh doanh riêng cho các bạn thì mình biết rằng là các bạn cũng như mình thôi, cũng đang rất là loay hoay mong muốn tìm đến một cơ hội để có thể phát triển được cái đam mê kinh doanh của mình. Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu mình là Giàng Thuận Ý. Ngày hôm nay mình đang đến cho các bạn một chủ đề mà rất nhiều bạn đang quan tâm, đó là bí quyết kinh doanh quán cà phê từ A đến Z. Nội dung bài giảng này sẽ cung cấp tất cả các kiến thức về quán cà phê từ các bước như là lập kế hoạch, tìm địa điểm, đàm phán, hợp đồng thuê nhà, huy động vốn như thế nào, chuẩn bị nguyên liệu, công cụ dụng cụ ra làm sao, cho đến các bước vận hành, quản lý nhân sự, quản lý nguyên liệu, phân tích lãi lỗ và tái đầu tư, sửa chữa, vân vân và vân vân. Trong tất cả các trường hợp rủi ro xảy ra thì các bạn sẽ tìm được cái phương pháp thanh lý quán như thế nào. Và các bạn có thể tự tin kinh doanh cho quán cà phê ngay sau khi học xong khóa của mình. Và khóa học này thì sẽ dành cho các bạn mà có đam mê kinh doanh, đam mê ngành food and beverage và các cái ngành nghề kinh doanh khác mà các bạn đang có nhu cầu. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.